Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ thêm một số những thông tin liên quan đến trung bình giá. Đây là một cái chiến lược mà bản thân thường đã áp dụng từ rất nhiều năm trước khi mà tham gia vào thị crypto nữa cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn và đây cũng là một đề tài mà rất nhiều bạn hỏi thuận trong cái thời gian qua và trên căn bản nó thường đã làm rất nhiều những cái video trên cái channel thuận capital analytics để mà nói về trung bình giá các bạn chỉ cần lên trên channel này và đi tìm kiếm cái từ là trung bình giá các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều video những video tiêu biểu như là video 835 đừng xem thường trung bình giá à, video 810 trung bình giá bitcoin tại sao video 381 cách đây đã hơn một năm tầm quan trọng của trung bình giá và các bạn thấy được là chúng ta ngoại trừ có những video ở trên cái channel Thuận Capital Các bạn cũng có thể tìm thấy những cái video như là channel Remitano có một video đó chính là đầu tư Bitcoin hiệu quả bằng chiến lược trung bình giá Thì những cái video này đều thường để cái link bên dưới để các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn Nhưng mà trên căn bản nó trung bình giá là gì? Trung bình giá là một cái chiến lược mà các bạn mua một loại tài sản nào đó và các bạn mua theo ấn định thời gian ấn định đó là bao nhiêu tùy theo là mỗi người có thể là các bạn muốn mua à, dựa theo là mỗi tháng dựa theo là mỗi hai tuần mỗi tuần thì các bạn mua mặc dù là giá cả tăng hay là giá cả giảm các bạn vẫn mua và mua cùng một cái giá tiền có nghĩa là khi mà giá cả tăng đó thì cùng một giá tiền đó các bạn sẽ mua được ít loại tài sản đó hơn và khi mà cái giá cả xuống đó thì các bạn sẽ mua được nhiều tài sản đó hơn nhưng mà trong thời gian dài hạn các bạn sẽ có một cái giá trung bình và nếu như mà các bạn tin là đây là một cái mảng đầu tư mà có lợi nhuận sẽ tăng trưởng đương nhiên nếu như bạn không có tin lợi nhuận hay là tăng trưởng thì các bạn không có lý do gì mà trung bình giá hết thì các bạn sẽ có được cái lợi nhuận khi mà các bạn đầu tư trung bình giá và tại sao trung bình giá những gì các bạn cần nên biết khi mà trung mình giá sẽ là đề tài thường nói tới trong video ngày hôm nay tại vì ngoại trừ cái căn bản ra ngoại trừ lý thuyết các bạn thì dễ dàng tìm thấy trên mạng thường là một những người mà đã trung mình giá nhiều năm cho nên muốn chia sẻ thêm một số kinh nghiệm cá nhân với các bạn để các bạn có thêm tài liệu để có thể đưa ra quyết định cho bản thân mình thì chúng ta hãy nói tới trung mình giá đó thì các bạn được là trung bình giá có một cái ví dụ rất là hay các bạn có thể tìm thấy trên mạng đó chính là cái ví dụ này đó là các bạn có 8.000 đô thì khi mà các bạn có 8.000 đô Các bạn đầu tư vào một loại tài sản nào đó Giả sử chúng ta nói đây là một cái token Hay là một cái chứng khoán gì đó Mà giá là khoảng 10 đô la đi Thì các bạn sẽ được chúng ta đầu tư 8.000 đô Lúc đó giá 10 đô la Thì khi mà giá đi lên 14 đô la Rồi xuống 9 đô la Lên 13 đô 50 Rồi xuống 8 đô Lên 8,5 đô Rồi xuống 7,5 đô rồi Lên 10 đô thì các bạn được là chúng ta lời bao nhiêu thì đương nhiên là lời 0% tại vì các bạn mua 8.000 đô ở cái mức giá là 10 đô la sau khi lên rồi xuống rồi lên rồi xuống rồi lên trở lại cái mức 10 đô thì các bạn đương nhiên là không lời tại vì 8.000 đô các bạn mua ở mức 10 đô bây giờ cũng là cái mức 10 đô nhưng mà nếu như mà 8.000 đô này đó cùng một cái ví dụ cùng một cái cách mà cái giá trị của vật này lên xuống đó các bạn không đầu tư cùng một lúc mà các bạn chia ra làm 8 lần thì các bạn chung mình giá 8 lần. Có thể là 8 lần này là mỗi lần là một tháng dựa theo tài liệu này từ tháng 1 cho đến tháng 8. Thì các bạn thấy được là tháng 1 giá là 10 đô la thì các bạn mua 1.000 đô, 10 đô la. Sau đó là tháng 2 thì đương nhiên là cùng 1.000 đô đó các bạn mua mức giá là 14 đô thì bạn có ít cái token này hơn, có ít cái cổ phiếu này hơn tại vì giá đã tăng lên. Nhưng mà ngược lại tháng 3 thì giá xuống còn 9 đô thì cũng 1.000 đô này các bạn mua được nhiều cái tài sản này hơn Rồi tới tháng 4 thì giá lên 13 đồng 50 cent thì các bạn mua được ít tài sản này hơn Rồi tới tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì giá đi từ 8 tới 8 đồng 50 cent xuống còn 7 đồng 50 cent thì các bạn mua được nhiều loại tài sản này hơn Cùng 1 000 đô so với lại tháng 3 và nhất là so với tháng 2 hay là so với tháng 4 khi mà giá khá cao hơn thì các bạn thấy được là trung bình á Tuy là giá cả đến tháng 8 đó thì đương nhiên trở về 10 đô la nhưng mà các bạn thấy được các bạn đã lời được 4%. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn mua như vậy đó thì cái giá trung bình các bạn mua chỉ có 9 đồng 61 cent mà thôi. Và đây cũng là cái lý do tại sao mà nhiều khi các bạn thấy được những thông tin như là MicroStrategy họ nói là họ cuối cùng đã thu mua như Bitcoin và giá trung bình là bao nhiêu tại vì các bạn thấy là họ áp dụng cái chiến lược trung bình giá này và đương nhiên chiến lược trung bình giá này rất là đa dạng các bạn có thể trung bình giá là tính theo tuần hay là mỗi hai tuần hay là mỗi tháng có nhiều bạn thì thích trung bình giá mỗi hai tuần nhất là những bạn nào mà sống ở hoa kỳ tại vì đó là cái chu kỳ mà nhiều bạn lãnh lương cho nên muốn trung bình giá theo cái thời điểm đó hay là các bạn lãnh lương một tháng một lần thì nhiều bạn thích trung bình giá thời điểm đó tại vì lúc đó là các bạn nhận được lương cho nên các bạn có thể trung bình giá Nói đúng ra đó thì trung bình giá là một cái khái niệm và áp dụng khai đêm đó như thế nào thì tùy theo là nhu cầu của mỗi người tùy theo là các bạn muốn là chung bình giá bao nhiêu, chung bình giá thời gian dài là bao nhiêu và chung bình giá đó là bao nhiêu tuần mới chung bình giá một lần đó là quyết định của mỗi cá nhân. thì để chúng ta nói tới ví dụ đi, đây là một cái trang web gọi là Bitcoin Seven Calculator, xong tôi cũng sẽ để cái link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể là tự tìm hiểu. thì đây là một cái máy tính được tạo ra để mà tính cái giá trị Bitcoin nếu như các bạn trung bình giá đó thì các bạn sẽ tới đâu. Thực ra mà nói bây giờ giá Bitcoin đã rất là cao so với năm 2017 rồi cho nên khi mà chúng ta xem trung bình giá nó cái hiệu ứng nó sẽ không có như là trước đây khi mà thường cho các bạn thấy được là ngay cả những lúc mà giá Bitcoin xuống chỉ còn có 6.000 đô cho dù là các bạn trung bình giá ở đỉnh của năm 2020 các bạn vẫn có lời. Thì đây là những cái điều mà thường đã chia sẻ trước đây ở trong những cái video như thường đã nói tới. À, ở đầu cái video này. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là giá Bitcoin tăng thì đương nhiên là bây giờ các bạn sẽ có lời rất nhiều. Nhưng mà để cho các bạn thấy hiệu ứng của cái cách tính này đó, chúng ta bây giờ hãy nói là giả dạ sử như là mỗi một tuần Các bạn có thể chung mình giá được giống như là 100 đô đi. 100 đô mỗi tuần các bạn chung mình giá thì 100 đô mỗi một tuần và các bạn chung mình giá đó là bắt đầu khi nào? Bắt đầu từ cái đỉnh của năm 2017. Cái đỉnh là ngày 17 tây đi tháng 12 năm 2017 đó chính là cái định của giá Bitcoin thì cho tới ngày hôm nay nếu như các bạn chung bình giá mỗi tuần đó cho dù là giá đi xuống từ 20.000 đô xuống còn 3.000 đô các bạn có tiếp tục chung giá mà từ 3.000 đô lên tới cái mức hiện tại là 49.000 đô thì bây giờ các bạn có bao nhiêu tài sản thì khi mà bấm calculate các bạn thấy được là tổng cộng cho đến ngày hôm nay các bạn sẽ có là 2,1 đồng Bitcoin, 2,17 đồng Bitcoin để nó cho chính xác hơn. Thì bây giờ 2,17 đồng Bitcoin đã đáng giá là 127.000 năm đô la và 47 cent. Các bạn thấy được là chúng ta thấy là tổng cái số tiền mà các bạn bỏ vào đó, đầu tư đó từ tháng 12 năm 2017 tới bây giờ đó mỗi một tuần 100 đô thì các bạn chỉ bỏ ra tổng cộng là 17.800 đô mà thôi và từ 17.800 đô này các bạn có thể thu mua được lên tới 2,17 Bitcoin Tính theo cách này và các bạn thấy được chúng ta có giá trị lên tới 127.000 Từ 17.800 mà bây giờ các bạn có tới 127.000 Chỉ cần là các bạn bắt đầu từ đỉnh đó nha Chứ không phải là các bạn bắt đầu từ đáy của năm 2017 Từ cái đỉnh của năm 2017 Như là các bạn là một người mà vừa vô thôi là đã bị đu đỉnh Thì các bạn cứ trung mình giá cho tới bây giờ Bất kể giá lên hay xuống mỗi tuần 100 đô Thì các bạn thấy là các bạn có được bao nhiêu tiền rồi Đây là cái sự lợi hại của trung bình giá thì nói rõ hơn đó khi mà chúng ta nói tới trung bình giá đó thì các bạn thì được là một trong những cái lợi thế của trung bình giá mà nhiều người ít suy nghĩ tới đó chính là không phải là cái phần trăm lợi nhuận bao nhiêu thì nhiều bạn có thể nói là giống như là bạn thân thường đi trung bình giá chúng ta nói riêng về bitcoin đi tính là từ năm 17 thôi chứ không tính là những năm trước đó chúng ta tính từ năm 17 thôi tại vì lúc đó mới lúc bình thường bắt đầu chú tâm vào trung bình giá của bitcoin thì trong vòng cái thời gian là khoảng chừng là bốn năm năm qua thì thường lời khoảng chừng là 10 lần đi thì có thể nhiều bạn cảm thấy là cái phần trăm lời đó, 10 lần thì rất là nhiều nhưng mà khi mà các bạn nghĩ đến là 4-5 năm thì mới lời được 10 lần có thể là nhiều bạn cảm thấy là con số này cũng không có cao như nhiều người tưởng tượng tại vì nhiều bạn có thể thấy được là trong cái thời kỳ mà giá cả dao động nên nhiều bạn có thể kiếm được lợi nhuận là thậm chí trong vòng một tháng thôi đã có thể lời được hai lần ba lần rồi chứ đừng có nói tới mà phải chờ 4 năm nhưng mà cái mà các bạn cần phải hiểu ở đây đó là cái sự lợi hạt của trung bình giá không phải nằm riêng ở cái chỗ là các bạn lời bao nhiêu phần trăm mà nằm riêng là các bạn lời bao nhiêu cái vốn trên bao nhiêu phần trăm thường giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn giả sử như là ngày hôm nay thường nói với các bạn là thường sẽ đưa cho các bạn giả sử như là uh, nói đơn giản là thường đưa cho các bạn là một triệu đô la đi thì thường nói với các bạn là hôm nay hay là trong vòng thời gian dài tháng tới đây các bạn cứ chọn một ngày nào đó đầu tư một triệu đô la vào và sau đó các bạn không được đụng tới trong thời gian dài năm sau thì các bạn có thể là rất là bưng khuân các bạn có thể là bị stress không biết là đầu tư thời điểm nào mới hợp lý không biết là chờ đến khi nào thì mới hợp lý để mà đầu tư cả một triệu đô la này vào cho nên các bạn sẽ có nhiều cái suy nghĩ nhiều người thì khi mà có tài sản lớn đó họ sẽ không có dám giống như là các bạn vào một cái lệnh trade đi thì các bạn không có dám là vào hết tại vì các bạn lỡ như mà đoán sai thì sẽ mất đi rất nhiều tài khoản của mình thì cũng tương tự dù cho là các bạn có một cái tầm nhìn xa các bạn đầu tư nhiều năm thì các bạn cũng không có dám là bỏ hết cái số tiền lớn vào tại vì các bạn có thể nghĩ là lỡ như mà bỏ vào mà không đúng thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là đáng tiếc cho nên khi mà có số tiền lớn đó thì các bạn sẽ thấy được là nhiều người tuy là cái phần trăm lợi nhuận cao nhưng mà chỉ lợi nhuận trên cái con số nhỏ hơn mà thôi trung bình giá đó cái sự lợi thế đó là các bạn có thể có được cái phần trăm lợi nhuận trên con số lớn thì để cho các bạn thêm một cái ví dụ giả sử như chúng ta lấy cái siêu xe đi cái siêu xe thì đương nhiên là các bạn thấy được là chạy rất là nhanh và đương nhiên chúng ta so sánh tốc độ của siêu xe so với lại một cái xe tải đi thì các bạn cảm thấy được là đương nhiên siêu xe sẽ chạy nhanh hơn quẹo cua nhanh hơn tốc độ cũng nhanh hơn khi mà khởi đầu thì đương nhiên các bạn thấy được siêu xe đương nhiên là sẽ có cái lợi cao hơn nhưng mà các bạn sẽ thấy được là siêu xe thì đương nhiên là trong thời gian ngắn hạn sẽ chạy nhanh hơn và lẻ hơn là cái xe lớn, cái xe tải đi. Đây là một cái ví dụ. Nhưng mà các bạn hiểu được cái bình xăng của siêu xe là có hạn. Cho nên trên căn bản nó chạy đường dài thì các bạn sẽ được là những cái xe tải nó sẽ chạy được đường dài lâu hơn, xa hơn là cái siêu xe Mặc dù là siêu xe có tốc độ nhanh hơn Cho nên à, đó là điều nhất Điều thứ hai nữa là giả sẽ như là trước mặt là một cái tường đi Là một cái tường Thì các bạn nghĩ là siêu xe có tông qua cái tường được hay là không Hay là xe tải sẽ tông qua được cái tường Thì nếu như mà cả hai cái xe này cùng tốc độ Có thể nói là giả sẽ như là các bạn chạy tốc độ à, Là giống như là 80 mile một giờ đi ở Hoa Kỳ thì tính theo mile thì cả hai chiếc này đều lái tốc độ là 80 mile một giờ thì cái xe siêu xe sẽ không thể tông qua được cái bức tường nhưng mà các bạn thấy được là cái xe tải cùng tốc độ đó sẽ tông qua được tại vì xe tải nặng hơn là cái siêu xe nhỏ này thì cũng tương tự mà thôi các bạn thấy được chúng ta so sánh chung mình giá với lại các bạn có thể có được phần trăm lợi nhuận cao hơn nhưng mà con số nhỏ hơn thì cũng như là các bạn lái chiếc siêu xe nhưng mà những người nào chung mình giá đó thì năm này qua năm nọ người ta sẽ tích lũy được cái tài sản rất là lớn cho nên chỉ cần là cái phần trăm nhích lên thôi thì họ sẽ lời rất là nhiều. Đây mới chính là cái lợi thế của trung bình giá. Tại vì trong thời gian dài hạn các bạn có thể tạo được một cái tài sản nền rất là lớn mà các bạn không có dễ dàng bị dao động nhưng mà chỉ cần là giá cả đi theo xu hướng của mình trong thời gian dài hạn thôi thì nhích tới một cái các bạn sẽ lời rất nhiều. Đó là điều rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thường cảm thấy được là trung minh giá không phải là một cái ý niệm gì mà mới, ý niệm này đã có từ rất lâu nhưng mà thường cảm thấy là nhiều người chỉ nói về cái phương diện gọi là cái phương diện lý thuyết mà thôi. Trên thực tế đó, đây điện gì mà tôi chia sẻ với các bạn. Thứ nhì nữa là tại sao mà trung minh giá là một sự lựa chọn của tôi. Thực ra mà nói đó trung bình giá cũng như là các bạn trading cũng như là các bạn có bất cứ một cái loại đầu tư nào, một cái chiến lược đầu tư nào thì trung bình giá đó không phải là phù hợp với tất cả mọi người, nhưng mà phù hợp với những người như là nếu như các bạn không phải là chú tâm đầu tư chính giống như các bạn là có một cái công việc khác các bạn rất bận hàng ngày bận công việc bận gia đình vì một lý do đó các bạn rất là bận các bạn không thể nào mà ngồi ở nhà mà xem biểu đồ cả ngày được thì chung minh giá là một trong những cái chiến lược mà nhàn rỗi nhất các bạn không cần phải biết giá cả bây giờ là bao nhiêu lên hay xuống các bạn chỉ cần là mua cùng một cái thời điểm cùng một cái số tiền đó là một trong những cách đầu tư đơn giản và tốn ít thời gian và thời gian là cái tài sản quý báu nhất của các bạn mà các bạn cần phải nghĩ đến kế tiếp nữa một cái lợi thế liên quan tới chung mình giá đó chính là các bạn có thể giảm thiểu đi những cái cảm xúc cá nhân của mình thì khi mà đầu tư đó hay là không phải đầu tư mà bất cứ cái gì liên quan đến tiền bạc thì sẽ dẫn đến là rất nhiều người có nhiều cảm xúc đương nhiên tiền thì các bạn phải bỏ công ra để kiếm được cho nên nhiều khi tiền mà tăng lên thì các bạn sẽ cảm thấy rất hưng phấn nhưng mà khi mà cái tài sản đi xuống vì thị trường không tốt thì các bạn sẽ cảm thấy có nhiều cái cảm xúc và các bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm trong những cái lúc mà hưng phấn hay là các bạn quá buồn chán đó cho nên chung minh giá là một trong những cách đầu tư mà nếu như các bạn là một người mà không giỏi quản lý cảm xúc có thể là sử dụng được mà không bị ảnh hưởng bởi tình hình bên ngoài ảnh hưởng đến cái tâm trạng của các bạn cũng như là ảnh hưởng đến các bạn đưa ra quyết định sai lầm tại vì các bạn vẫn trung bình giá thì chúng ta nói tới đây đó thì có một số điều các bạn cần phải lưu ý khi mà chúng ta nói tới trung bình giá không phải là các bạn cứ nhắm mắt trung bình giá là được mà có một số điều thứ nhất là chúng ta sẽ nói tới đó chính là trung bình giá đó không thể thay thế cho các bạn đi tìm hiểu và đầu tư đúng loại tài sản đây là một điều rất là quan trọng để thường lập lại trung bình giá không thể thay thế cho các bạn tìm hiểu về đầu tư đúng loại tài sản nếu như mà các bạn đầu tư vào một loại tài sản sai nghĩa là các bạn à, đầu tư vào cái tài sản đó cái cổ phiếu đó cái đồng đó mà đồng đó hay cổ phiếu đó thực sự là không có tương lai thì các bạn cứ trung bình giá thì các bạn vẫn lỗ mà thôi cho nên trung bình giá chỉ là cái chiến lược để các bạn có thể phân bổ vốn hóa của mình mà thôi chứ không thể thay thế các bạn tìm hiểu và đầu tư đúng loại tài sản. Đây là điều đầu tiên các bạn trước hết là cần phải tin cái tài sản đó trong thời gian dài hạn và đầu tư theo cái cách trung bình giá này để các bạn phải có thời gian đó là điều mà Thùng muốn nói với các bạn. Và làm sao để biết được chúng ta chọn được bộ loại tài sản tốt thì các bạn trước hết là phải tin cái loại tài sản đó, phải tin cái ngành đó, phải tin công ty đó nếu các bạn đầu tư vào cổ phiếu hay là tin vào độ phát triển nếu như các bạn đầu tư vào một cái đồng nào đó. Và thứ nhì nữa là cái loại tài sản đó đó nếu như muốn trung bình giá có hiệu quả thì phải là một loại tài sản đó mà thường đi theo cái chu kỳ tăng trưởng có nghĩa là có khi chúng ta đi mùa đông, có khi chúng ta đi vào mùa xuân, có khi chúng ta đi xuống, có khi chúng ta đi lên thì phải là một loại tài sản mà đi theo cái chu kỳ, chu kỳ đi xuống, chu kỳ đi lên, chu kỳ đi xuống, chu kỳ đi lên nhưng mà trong thời gian dài hạn đó thì vẫn là cái xu hướng tăng trưởng cũng như là chúng ta thấy được những cái loại tài sản mà chúng ta thường hay nhìn à, theo cái biểu đồ phân tích chu kỳ tâm lý thị trường. Các bạn thấy được là chúng ta đã nói tới cái biểu đồ này rất là nhiều lần rồi và khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin đi, Bitcoin là một cái loại tài sản mà thuận tin tưởng như bạn cũng đã biết thì các bạn thấy được là Bitcoin thì là một loại tài sản mà đi theo chu kỳ. Nghĩa là các bạn thấy được là có thời điểm tăng trưởng như là năm 2016, 2017 nhưng mà có thời điểm đi xuống. Năm 2018, năm 2019 rồi lại có một cái thời điểm đi lên tiếp tục. Năm 2020, năm 2021 và tương lai thì Thuận vẫn tin là sẽ có cái thời điểm Bitcoin lại đi xuống và sau đó lại tiếp tục đi lên. Trên thời gian dài hạn đó thì Bitcoin sẽ là một cái xu hướng đi lên đối với Thuận. Đương nhiên, đây chỉ là điều Thuận chia sẻ mà thôi và lòng tin của Thuận. Mỗi bạn thì nên tự tìm hiểu và đưa ra quy định cho bản thân mình. Nhưng mà các bạn thấy được đó là nếu chúng ta đầu tư đúng loại tài sản đó thì cái thời điểm mà đau đớn nhất của thị trường này, cái thời điểm ảm đạm nhất đó thật ra là cái thời điểm vàng son để các bạn có thể tích lũy theo cách trung bình giá. Những người nào mà trung bình giá những năm như là 2018, 2019 và thậm chí phân nửa của năm 2020 thì mình nghĩ là trong thời gian đó họ đã tích lũy được bao nhiêu Bitcoin rồi và các bạn đã thấy được là giá cái Bitcoin đã tăng như thế nào. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Kế tiếp nữa, trung minh giá đó như thằng đã chia sẻ là một cái cách đầu tư mà các bạn cần phải có thời gian thì thời gian là bao nhiêu lâu thì đây là một câu hỏi cá nhân và cũng dựa theo là cái loại tài sản các bạn đầu tư thì tùy theo các bạn hay được là nếu chúng ta nói chung đi thị trường cổ phiếu của Hoa Kỳ và xin các bạn đầu tư vào cái quỹ đầu tư của S&P 500 đi cái quỹ mutual fund của S&P 500 thì chu kỳ của chứng khoán Hoa Kỳ rất là dài có thể là 10 năm có thể là lâu hơn thì các bạn cần phải có thời gian dài như vậy nếu các bạn muốn áp dụng trung bình giá. Còn chúng ta nhìn vào Bitcoin thì chu kỳ trung bình là khoảng 4 năm thì tùy theo là chu kỳ của loại tài sản đó là bao nhiêu năm. Đó là thời gian các bạn cần phải hiểu là các bạn muốn đầu tư bao nhiêu chu kỳ thì cứ lấy cái đó mà nhân lên thì tùy theo là các bạn đầu tư vào tài sản nào và các bạn muốn lợi nhuận được bao nhiêu. Và đương nhiên các bạn cần phải đưa ra cái uh, lập luận cho cá nhân mình là các bạn uh, đầu tư đó thì cái số tiền đầu tư trung bình giá này đó các bạn không được đụng tới trong thời gian bao nhiêu năm. Vì lý do đó đó khi mà chúng ta nói tới đầu tư theo cách trung bình giá đó thì chúng ta cần phải có nhẫn nại và những nại, những nại rất là quan trọng, nhất là những cái lúc mà ảm đạm nhất đó là những lúc mà các bạn cần phải nhẫn nại và tiếp tục trung bình giá. Và cái điều quan trọng nhất thì anh thường nghĩ là nhiều người không có nói tới khi mà nói tới chiến lược trung bình giá là các bạn cần phải có cái nguồn thu nhập thì khi mà còn đã tham gia vào trung bình giá rồi các bạn cần phải biết là mình đã chấp nhận đầu tư bao nhiêu năm thì trong cái thời gian đó số tiền đó sẽ không thể di chuyển được và các bạn phải nhẫn nại và tiếp tục theo cái kế hoạch của mình đã định ra và các bạn cần phải có một cái nguồn tiền ổn định để mà tiếp tục trung bình giá đây là điều quan trọng nhất của trung bình giá cho nên nhiều bạn hỏi thận về cái vấn đề này đó thì tôi nghĩ là tùy theo mỗi người nhưng mà bản thân thuận đó, đầu tiên hết trước khi mà các bạn nghĩ đến đầu tư trung bình giá Các bạn cần phải nghĩ đến cái nguồn tiền các bạn sẽ đến từ đâu Và tôi nghĩ là không có gì quan trọng hơn là trước hết các bạn nên tự đầu tư cho bản thân mình Có nghĩa là các bạn cần nên phải kiếm được thu nhập cao nhất có thể Bằng cách là các bạn phải đi làm để mà kiếm tiền Thì có rất nhiều người dạy về tự do tài chính thì mỗi người đều có một cách dạy khác nhau nhưng mà đối với thường nơi thì cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất để bắt đầu các bạn có thể gây dựng được tài sản của mình là các bạn cần phải đi kiếm thu nhập và cách đơn giản nhất và phổ biến nhất để kiếm được thu nhập đó chính là đi làm cho một người khác đó là điều rất bình thường mà thôi nhiều người thì không thích cái ý nghĩ là đi làm cho người khác nhưng mà các bạn đâu phải đi làm cho người khác cả đời đâu các bạn chỉ cần là làm cho một người khác làm cho một công ty bản thân cũng đang làm việc cho một công ty để các bạn có thể kiếm được một nguồn tiền ổn định để làm gì để các bạn đầu tư đi sau này các bạn không cần phải làm việc cho ai nữa mà có thể tự làm việc cho bản thân mình nhưng mà bước đầu tiên ngoài trừ là các bạn sinh ra là trong một gia đình mà đã có tiền có tiền để đầu tư chứ nếu như không thì các bạn cũng cần phải kiếm được thu nhập cho nên đó là cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải suy nghĩ đến bất cứ là một nghề gì thì cũng nên cố gắng có thể kiếm được cái thu nhập cao nhất có thể trong cái nghề đó chỉ như vậy các bạn mới có thể là giữ lòng tin trung bình giá không bị dao động và có thể là có được cái kiên nhẫn để tiếp tục trung bình giá tại vì những lúc mà giá cả đi xuống đó những lúc đó là những lúc mà các bạn có thể trung bình giá mua được rất nhiều nhưng mà nhiều người thấy tài sản của mình đi xuống thì lại lo lắng và nếu các bạn dựa vào tài sản đó để mà sống qua ngày thì sẽ rất dễ dẫn đến việc các bạn sẽ bỏ cuộc cho nên thu nhập là rất quan trọng và cuối cùng là các bạn cần phải đi theo kế hoạch đã định của mình Consistency is key có nghĩa là chi khóa là các bạn cần phải đi theo kế hoạch định ra của mình Đương nhiên là khi mà các bạn có được một số tiền nào đó các bạn có thể mua nhiều hơn Rồi thường ngày Không gì gọi là không được cả Nhưng Mỹ Thu nói đây đó là trong thời gian dài hạn đó các bạn cần phải cố gắng đưa ra cái quyết định là đầu tư trung bình giá bao nhiêu Nếu như mà quá nhiều các bạn cảm thấy là ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình Thì các bạn nên giảm cái phần trung bình giá xuống Nhưng mà các bạn cố gắng giữ cái phần trung bình giá điều điều nhất có thể có nghĩa là các bạn có thể là trong cái thời gian chung bình giá các bạn được tăng uh, lương lên các bạn lên chức thì đương nhiên các bạn có thể là tăng cái chung bình giá lên nhưng mà cái mà các bạn không nên là tháng này tăng tháng sau giảm các bạn cũng cần phải có một cái gì đó điều đặn hơn có khi tăng có khi giảm nhưng mà cũng phải có một cái sự điều đặn chứ không thể nào tăng giảm liên tục như vậy và đương nhiên các bạn nhiều khi được thưởng hoa hồng hay gì đó các bạn có thể chung mình giá với con số lớn hơn thì và đương nhiên có thể mua con số lớn của một lúc cũng không có gì gọi là sai cả bảo đơn thuần cũng như vậy mà thôi nhưng mà trên con đường dài hạn đó thì chung mình giá sẽ là một cái chiến lược mà thường theo đuổi và theo đuổi điều điều và tôi nghĩ là đây là những cái thông tin mà có thể là giúp đỡ được cho nhiều bạn. Các bạn nghĩ sao về chiến lược trung bình giá này? Các bạn hãy comment bên dưới. Thì nhiều bạn có đã biết là trung bình giá đó đã là một chiến lược mà thuận đã áp dụng từ nhiều năm và cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Có thể nói là chiến lược này đã giúp cho thuận kiếm được rất là nhiều triệu đô la, cho nên thuận muốn chia sẻ chiến lược này với các bạn. Và đương nhiên đây chỉ là một chiến lược mà thôi, không phải phù hợp với bất cứ mọi người. Các bạn hãy comment ở bên dưới cảm nghĩ của mình. Yeah, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a